Anh em đang được theo dõi cửa hàng lên sóng 3 mẫu lọc vàng chanh, phải nói là đẹp mê ly luôn. Về hình thức, đây là những mẫu lọc phân khúc cao cấp của Hàn Quốc. Ở bên này, đó là mẫu lọc Eroica. Mẫu lọc này đẹp mắt, phải nói là đẹp, mẫu mã đẹp, chất âm hay, chất âm đỉnh luôn anh em nhé. Cửa hàng đã nói với anh em là cao cấp rồi mà. Còn kế tiếp bên này là hai mẫu lọc Inkeo 5010G, đẹp sáng bóng luôn. Và cửa hàng báo giá đồng giá luôn cho anh em tiện chơi, tiện mua, đó là 3 triệu 8 một sản phẩm giá tại cửa hàng. Hàng bán ra đảm bảo đẹp, zin, hoạt động hoàn hảo cho anh em. Những mẫu lọc này thì đều có hai đường tín hiệu vào là đường line và đường tape. Ngoài ra thì nó có một đường xuất tín hiệu ra. Lọc nào cũng vậy, điện 220. Inkeo thì là size 44 về ngang, còn Eroica thì là size 42. 42, 44 thì anh em đặt lên âm ly thì nó cũng không lệch bao nhiêu đâu, vẫn đẹp, rất đẹp luôn. Trừ khi là size 38 hoặc là 36 anh em đặt vào nó mới lệch so với âm ly, còn lệch 1-2 phân thì chả là gì cả. Đó, đẹp, long lanh luôn. Hai cầu điện mặt trước mặt sau và bao zin cho anh em, bao hoạt động tốt anh em nhé, bao hoạt động tốt, ok. Điện 220. Thưa các bạn, người mắc bệnh tâm thần gây án sau đó khi bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc đều có hai đường tín hiệu vào, Inkeo và Eroica. Vì không có gì bảo đảm chắc chắn rằng họ sẽ không tiếp tục phạm tội khi bệnh tình tái phát. Ngoài ra, một số yếu tố, những mẫu lọc này thì anh em đặt vào những con âm ly mặt phay nhôm màu vàng của dòng đề nông, tuyệt vời luôn. Hoặc dòng sàn xui màu vàng chanh, đẹp vào sẽ tô điểm thêm sự sang trọng, chất âm hay lên cho bộ dàn âm thanh nhà các bác đang chơi. Rất mượt mà. Hàng bán bao zin, bao test, bao hay. Xin cảm ơn.